Xin chào buổi sáng quý vị khán giả. Chương trình bác sĩ của bạn và Diễm Loan lại có dịp được gặp gỡ quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng quý vị nha. Thưa quý vị, bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ thấy không hiếm cái hình ảnh của những bạn trẻ, hoặc là đôi khi đó là những cái người làm việc ở công sở, họ ngồi với một cái thế giới của riêng mình. Đôi lúc chúng ta gọi họ, chúng ta hỏi họ, chúng ta không thấy họ trả lời gì cả. Và sau đó chúng ta mới phát hiện ra họ đang đeo tai nghe, thưa quý vị. Và họ đang có những cái giai đoạn cùng đắm chìm trong cái âm thanh riêng của họ mà những cái người xung quanh không tác động được vào. Thế nhưng đây không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà Loan thấy có nhiều người họ đeo tai nghe một cách liên tục luôn. Và cái việc đeo tai nghe đôi khi có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe của đôi tai. Vậy thì nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này. Nhưng trước tiên mời quý vị sẽ cùng xem qua tiểu phẩm của chương trình quý vị nhé. Nhi à, Nhi, kêu không nghe hả? Tháo cái tai nghe ra đi. Ủa gì vậy cô Hương, con đang nghe nhạc mà. Nghe cái gì? Tháo ra đi, từ nãy tới không nghe cái đó nữa. Con đeo tai nghe ha, giờ người ta nói gì con không nghe. Nãy giờ cô đứng đây cô kêu con cô không nghe nữa hả? Giờ người ta vô ta rinh hết ba cái đồ này, con cũng để yên cho người ta rinh luôn phải không? Nghe rồi cái mơ màng hoài vậy nè. Ủa thì con nghe có xíu thôi, nhưng mà nãy giờ cô Hương đâu có kêu con đâu mà bắt con là nghe cô Hương. Trời đất ơi trời, tôi kêu từ ở trên lầu tôi kêu xuống tới đây luôn ha. Con gái con nó lớn rồi, chắc đi vô phụ với cô nấu ba cái đồ cho nó xong đi rồi muốn nghe cái gì nghe hả? Nãy giờ con phụ rồi, cái xong cái con hỏi cô Hương á là còn cái việc gì nữa không? Cái cô Hương kêu là không, nên lên là con lên đây con ngồi con nghe nhạc. Không là lúc nãy là không, nhưng mà bây giờ thì cần rồi thì kêu con. Bà kêu con là con cứ nghe cái nhạc, cái con cứ giật vậy không mà con muốn nghe cái lời của cô là sao? Thì con đeo tai nghe cho nó thoải mái, không có bị ảnh hưởng với môi trường xung quanh. Tự nhiên cô Hương chửi con dữ vậy, đeo tai nghe có gì đâu mà cô Hương la con quá à. Sao không bệnh? Đeo cái tai nghe là bệnh dữ lắm, người ta kêu con không nghe rồi mốt nó điếc luôn cái lỗ tai của con nè hả? Mà cô nói con là con cãi lại là sao? Rồi đeo tai nghe mà điếc lỗ tai là người ta đâu có sản xuất ra tai nghe để cho mình đeo đâu. Trời ơi trời, sao tôi nói chuyện nhỏ này nó cũng cãi tôi chân vậy trời? Con đâu có cãi cô Hương đâu, cô Hương tự cho là con cãi thôi chứ con đâu có cãi đâu. Nè nha cô Hương, nói cho con biết nha. Con ơi trời ơi chuyện gì mà hai cô cháu rầm rộ đây hết vậy? Ngồi đây, tôi nói chuyện này cho chú nghe nè. Rồi dạ. thấy rồi, hai người giận nhau rồi. Mà người xưa nói mà, thương nhau lắm cắn nhau đau phải không? Thương nhau thì lo lắng cho nhau phải không? Vậy là hai cô cháu thương lắm mới gây gỗ nhau đúng không? Hả? Thương cái gì? Hả? Chứ không phải hả? La nó đó chứ thương. Ủa mà có chuyện gì? Có chuyện gì con làm gì mà để cho con la hả? Con kể chú Hậu nghe nè. Sáng nay chị Minh Minh kêu con là qua phụ cô Hương nấu ăn rồi để chiều nay mọi người về tập trung ăn uống đồ. Thì con xuống con phụ cô Hương, cái con hỏi cô Hương là còn gì làm không để con phụ. Cô Hương kêu là không có còn gì làm hết. Con lên phòng khách con ngồi con đeo tai nghe con nghe nhạc, tự nhiên cô Hương lên cô Hương chửi con quá trời, la con sùm hết trơn á. Là vụ gì? Con đeo tai nghe nè. À, trời ơi thì đúng rồi, cái này là chú không minh con được nha. Bởi vì sao phải không? Đeo tai nghe này mà đeo nhiều quá có thể ảnh hưởng đến thính lực của mình đó. À có thể điếc luôn đó nha. Đó. Vẫn. Chú thấy không? Như vậy đó. Nó xuống đây nó ngồi cái nó nghe cái nó mơ màng nó không ấy gì hết trơn, mà kêu biết bao nhiêu tiếng nó không nghe. Đó cho nên tôi biểu thôi đừng có xài nữa. Rồi nó nói tôi cấm nó, rồi nó cãi tôi là lát tôi qua tôi mét mình tức quá. Dạ, thôi bình tĩnh rồi, hôm nay có chú ở đây là chú sẽ nói chuyện với con nè. Đeo tai nghe là mình phải đeo cho đúng cách đi chưa? Đeo sai cách là đeo nhiều quá đó, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến tế bào thần kinh của ốc tai nè đó, nó làm cho suy giảm thính lực rồi thậm chí điếc luôn đó, nhưng con phải đeo cẩn thận á. Ủa con đeo đó giờ con đâu có bị gì đâu. Sao không bị? Bình thường á. Sao bình thường là tại vì con cảm thấy vậy, chứ nếu mà con đeo lâu quá, hiểu không, con đeo lâu quá đó, sẽ nó có ảnh hưởng, nhiều lúc con sẽ bị ù tai nè, rồi bị điếc nè, rồi bị tức ngực nè, bị hoa mắt nè, bị chóng mặt rồi đủ thứ hết á. Trời ơi, chú Hậu nói cái gì mà nghe ghê quá vậy? Sao không ghê? Nè, ở nhà chú nè, có người bị rồi. Đó, nó gọi cái đó là nó gọi là triệu chứng gọi là chấn thương âm thanh cấp tính. Đó, nhiều bữa nó có thể là 1-2 tiếng đồng hồ đó hết. Nhưng mà có lúc là có thể vài ngày nó mới hết. Rồi có lúc nó lại để là di chứng.
làm ảnh hưởng đến tai, ảnh hưởng thính lực. Chưa nói nha, à, nếu mà đeo thường xuyên như vậy á, nó có những cái tác hại, nó làm cho mình á, là nó ra nhiều là ráy tai nè, rồi á, nó viêm tai ngoài nè, rồi nó hỏng màng nhĩ nè, đó, rồi nó làm cho thính lực mình yếu nè, có thể là dẫn đến điếc luôn. Ôi, chú Hậu nói mấy cái tác hại này con mới thấy nha. Dạo này á, lỗ tai con nhiều cái gọi là cái gì ráy dạ, ráy á chú. Với lại lâu lâu con cũng ít khi nghe mọi người nói gì lắm. Trời ơi, có nghe u u không? Dạ anh kiểu nghe thấp thấp thoáng rồi, rồi lúc nghe lúc không á kiểu vậy. Cái đó gọi là chấn thương âm thanh cấp tính rồi đó. Đó vậy đó mà tôi nói nó đó, nó nói tôi đàn áp nó, tôi này tôi kia. Đó giờ nghe cái sự tác hại của nó chưa? Dạ nghe. Thưa quý vị, chiếc tai nghe sinh ra với cái tác dụng hỗ trợ giúp cho chúng ta có được những cái âm thanh thật là sắc nét, và chúng ta sẽ lọc được trong số những cái âm thanh ở xung quanh thì mình muốn nghe âm thanh nào thì mình dùng tai nghe để nghe cho nó rõ ràng. Nhưng nếu như nghe sai cách thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn từ phía thạc sĩ bác sĩ Văn Thị Hải Hà quý vị nha. Tác hại của việc sử dụng tai nghe không đúng cách. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Diễm Loan, kính chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, chủ đề của chương trình cũng chính là câu hỏi đầu tiên mà Diễm Loan xin phép được chuyển đến bác sĩ. Thưa bác sĩ, tác hại của việc chúng ta sử dụng tai nghe không đúng cách sẽ là gì ạ? Thì bây giờ mình sẽ thấy là rất nhiều người là rất là thích là đeo tai nghe. Nó sẽ có nhiều cái tác hại khác nhau. Ví dụ như trường hợp cái tai nghe đưa vào trong lỗ tai như vậy, tên gọi là earbud ở trong tai, thì nó có thể dẫn đến tình trạng gì? Nếu mà chúng ta đeo thường xuyên, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là có thể gây nhiễm trùng cho cái ống tai ngoài của mình. Thì chẳng hạn nhiễm nấm nè, nhiễm vi khuẩn nè, nếu mà chúng ta đeo suốt ngày đêm. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái trường hợp đó chúng ta sử dụng cái tai nghe liên tục mà trên cái trường âm thanh quá lớn, quá cái ngưỡng nghe của mình, ví dụ như là 80 decibel, cái âm thanh nó quá lớn và liên tục trong suốt cả ngày, thì lâu dài nó có thể dẫn đến tình trạng là nghe kém do tiếng ồn. Dạ, còn nếu như các bạn học sinh ngày nay Loan thấy là hay sử dụng cái dạng tai nghe chụp nguyên phần tai để các bạn học các ngôn ngữ, thì không biết là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không nếu như các bạn lạm dụng ? Nếu mà cái trường hợp mà đeo tai ngoài ngoài thì nó đỡ được một phần, đó là cái tình trạng nhiễm trùng của tai ngoài. Nhưng mà nếu trường hợp bạn đeo tai nghe liên tục và âm thanh quá lớn, lớn như là trên 120 decibel mà trong vòng 4 phút thôi, thì nó có thể đã ảnh hưởng đến cái phần tai nghe, cái thần tai trong của mình. Nó dẫn đến là làm cái suy yếu, làm tổn thương những cái tế bào ở trong cái thần kinh của cái tai trong, và dẫn đến làm giảm sức nghe của mình đi. Thưa bác sĩ, Loan thấy là ngoài cái việc các bạn chủ động sử dụng tai nghe cho cái việc học tập, giải trí, thì sẽ có rất nhiều những cái trường hợp, một số những cái công việc, chẳng hạn như công việc của Loan đi, lúc nào cũng sẽ phải đeo một cái tai nghe và nhận được những cái tín hiệu hay là những cái sự chỉ dẫn, hướng dẫn từ phía đạo diễn. Thì lúc này không biết là cái biểu hiện nào để Loan và nhiều người khác có thể nhận diện ra được là ô, tai của mình đang có cái dấu hiệu muốn nói cho mình biết là nó bị ảnh hưởng rồi đấy, và mình phải thay đổi, mình phải dừng lại, hoặc mình không sử dụng tai nghe nữa. Thì khi mà đeo tai nghe đó, mà với cái âm lượng mà quá lớn đó, chẳng hạn từ 80 decibel trong vòng 40 giờ trong một tuần, thì nó đã có ảnh hưởng đến cái sức nghe của mình rồi. Hoặc là những cái âm thanh lớn hơn, ví dụ như trên 120 decibel trong vòng 4 phút, thì đã ảnh hưởng đến cái tế bào lông của cái thần kinh thính giác của mình. Thì có thể dẫn đến những cái triệu chứng, chẳng hạn như là ban đầu thì người bệnh không có cảm giác gì đó hết đâu, nhưng mà sau đó có thể gây ra cái tình trạng là nghe cái tiếng ù ở trong tai, đặc biệt là những cái tiếng như là tiếng ve kêu, tiếng giống như cối xay gió, tiếng gió thổi trong tai, thì lúc đó nó đã ảnh hưởng rồi đến cái thần kinh thính giác của mình như vậy. Và lâu dần thì dẫn đến cái vấn đề là nghe kém từ từ và dẫn đến khó giao tiếp. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy nếu như một người phát hiện ra là mình có giảm thính lực một chút nhưng vẫn không có sự thay đổi về cái việc sử dụng những cái loại tai nghe, tiếp tục như vậy thì cái hậu quả nặng nề nhất có khi nào là họ sẽ hoàn toàn mất đi thính lực luôn hay không? Dạ có. Đã có trường hợp như vậy. Có trường hợp như vậy. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà những người đó nghe tiếng động lớn đột ngột thì có thể mất thính lực hoàn toàn, và có thể là tạm thời hoặc là có thể vĩnh viễn luôn. Còn nếu mà trường hợp cứ đeo tai nghe liên tục như vậy hoài thì nó có thể dẫn đến là nghe kém từ từ từ, và dần dần là giảm đến cái mức độ gọi là khó để giao tiếp. Dạ, ngoài cái việc ảnh hưởng đến thính lực thì cái người mà sử dụng những cái tai nghe liên tục như vậy thì có ảnh hưởng gì sâu hơn đến cơ thể của họ hay không ? Khi mà mình đã nghe kém như
vậy thì có gây ra cái tiếng ù rất là khó chịu cho người bệnh là một. Thứ nhất, cái thứ hai là giảm giao tiếp. Cái thứ ba có thể dẫn đến những cái tình trạng giống như là chóng mặt nè, chóng mặt kèm theo, hoặc là nhức đầu, nhức tai một bên, hoặc khi là mình nghe những cái âm thanh lớn nó sẽ đau chói ở trong tai. Thưa bác sĩ, như vậy thì trong cái trường hợp mà một người phát hiện ra mình đang có cái dấu hiệu của cái tình trạng ảnh hưởng thính lực do sử dụng tai nghe sai cách thì việc điều trị sẽ diễn ra như thế nào ạ? Và họ có hồi phục được lại như cũ hay không ạ? Khi một người phát hiện bắt đầu là mình có cái triệu chứng nghe kém mà nguyên nhân do sử dụng tai nghe sai cách thì mình nên giảm bớt sử dụng lại tai nghe. Thứ nhất, nếu mà trường hợp đối với người đó là người ta phải bắt buộc đeo tai nghe thì nên không đeo tai nghe quá 2 giờ mỗi ngày. Là một. Cái thứ hai là cái âm lượng mình nghe đó nó cũng không vượt quá 60 cái lượng tối đa của cái âm thanh. Và cái cách nữa là mình có thể nhận biết được đó là nhờ những người xung quanh người ta nghe. Khi mình đeo tai nghe như vậy, những người xung quanh có nghe được cái tiếng trong cái tai nghe của mình hay không? Nếu mà mình đã nghe cái tiếng trong tai nghe của mình thì mình nên giảm xuống ha. Tại vì nếu mà người xung quanh đã nghe được như vậy thì nó đã ảnh hưởng đến cái tai của mình rất nhiều rồi. Cũng nên là vệ sinh cái núm tai mỗi ngày để cho không dẫn đến cái tình trạng viêm tai ngoài. Và việc điều trị thì sẽ diễn ra như thế nào ạ? Khi đó nó thật ra nó đã ảnh hưởng đến cái thần kinh thính giác của mình rồi thì mình chỉ có thể là giảm bớt những cái để gây ảnh hưởng nặng thêm cho tai nữa thôi. Ví dụ như là mình sử dụng tai nghe lại cho đúng cách nè, giảm cái thời lượng nghe tai của trên tai của mình, sử dụng cái tai nghe mỗi ngày là một. Cái thứ hai là cái âm lượng á, chúng ta sử dụng là đừng quá cao quá lớn, chẳng hạn như là phải giảm hơn 60 cái âm lượng của tối đa của cái tai nghe của mình nghe được là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình đeo cái tai nghe thì mình nên hỏi những người xung quanh là có nghe được cái tiếng ở trong cái tai nghe của mình hay không. Nếu mà trường hợp đã nghe cái tiếng trong cái tai nghe của mình rồi thì mình nên giảm xuống, tại vì khi đó thì là cái âm lượng nó đã quá cao rồi. Nhất thứ hai là mình vệ sinh cái tai nghe của mình, vệ sinh là có thể sử dụng những cái dung dịch sát khuẩn nhẹ làm sạch và giữ khô, và cái thời lượng mình sử dụng mỗi ngày là không quá 2 giờ mỗi ngày đó, và ngủ nghỉ ngơi cho đầy đủ là thêm phần đó. Nếu mà trường hợp nữa mà khi mà cái thính lực nó bị giảm xuống quá thấp rồi thì mình có thể sử dụng đó là cái máy trợ thính. Và thêm nữa, nếu mà trường hợp tai đã không nghe hoàn toàn gì cả thì chúng ta có thể sử dụng thêm một phương pháp, đó là cấy điện ốc tai. Tuy nhiên cái phương pháp này thứ nhất là nó vừa tốn kém, rất là tốn kém, thứ hai là nó can thiệp vào trong cái phẫu thuật lớn trong tai của mình. Vì như vậy thì tốt nhất là người chúng ta phải nên là giữ cái tai nghe của mình cho nó tốt, tức là không có sử dụng tai nghe sai cách. Thưa quý vị, việc sử dụng tai nghe tưởng chừng như nó là một cái phương pháp rất là hiện đại để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận với âm thanh trong một cái thế giới của riêng mình, để dễ dàng học tập, dễ dàng làm việc trong một cái không gian quá nhiều những cái âm thanh tiếng ồn xung quanh, và cũng là một trong những cái cách thể hiện cái sự thời thượng của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy ngày hôm nay bác sĩ đã lưu ý rất là nhiều rằng nếu như chúng ta sử dụng tai nghe sai cách thì cái hậu quả về sau có thể sẽ là mất đi thính lực. Vì vậy rất hy vọng là quý vị chúng ta sẽ thật cẩn trọng khi sử dụng những thiết bị hiện đại này, có chừng có mực để vừa phục vụ được cho cuộc sống mà vừa an toàn được cho sức khỏe của chúng ta quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai.